xin chào anh em và các bạn. Buổi chiều hôm nay mình tiếp tục lên hàng cập nhật tiếp nha. Lo Accent Bass 25 thùng to gắt to, thùng loại nằm nha anh em. Mẫu này cũng sang trọng và đặc biệt lo Win hết tốt. Lên một cặp lo này. Và đây một con amply nè, amply ID trăng, hàng chính hãng, quạt hông SPA 20335 mã, máy Win đẹp cứng luôn. Con này 1.4 triệu. Rồi tí xíu sẽ quay lo đó sau. Và ở đây em có một cặp lo súp. Lo này lo tivi hấu hụt, không phải lo súp nha anh em, nữa lộn á. Lo này nghe rất hay đó, một cặp luôn nha. Tí xíu mình sẽ quay và mình báo giá cho anh em. Và ở đây có một cặp lo ba tắc nè, lo ba tắc hấu hụt. Lo này tình trạng xấu xấu nhưng mà hát tốt hoàn hảo nha, tiếng hay luôn. Lo ba tắc sườn nhôm. Rồi thì đầu tiên mình sẽ lên sản phẩm là cặp lo trong cái tivi nha anh em. Lo này chúng ta làm cái lo nghe nhạc rất hay. Anh em nào mà có biết, có chơi qua thì chúng ta sẽ biết về chất âm của em nó. Tivi Sony Háo Hùng. Tivi này Sony ngày xưa được thiết kế rất là to. Giờ nó trang bị cái bộ lo này rất là hay nha anh em. Bộ lo này thì bây giờ tivi người ta không sử dụng nữa, tivi phá dây chai bỏ ha. Nhưng mà lo này thì mình tận dụng lại và được rất là nhiều thầy khợ và các bác yêu đam mê âm thanh săn đón. Có thể là lo này là lo hiếm, lâu lâu mới có một cặp. Thì em có được một cặp thì tình trạng là rất là đẹp và hát tốt, zin luôn nha anh em. Thì ở trong là nó có một cái bass nè. Cái bass này khoảng hơn 10 cm, khoảng 10 cm ha. Và một cái lo chép đó. Và ngoại hình là nó còn y chang như cái hùng của nó luôn, không có bể gì hết nha anh em. Nói chung hùng gin luôn nè, cái hộp gin luôn của nó đó. Giờ ở đây có một cái tụ cản chép màu xanh gắn qua cái lo này nha anh em. Và một bass, một chép ha. Nhưng ra tiếng rất hay, nó ra làm như toàn giải luôn. Bass trong chép đầy đủ nha. Rồi bây giờ mình sẽ test từng chiếc cho mọi người nghe nha. Cái này cũng hơi khó test thì mình giờ cũng ghét chiều rồi. Mình cũng cố gắng mình test và cho mọi người nghe chất âm nha anh em. Cái này khó test nha, tại vì cái dây nó nhỏ nè. Cái này không biết test cho đây, để cầm dịnh dùm cái này. Mình test nha anh em, tại vì cái giắc này nè, giắc này là giắc kết nối nha. Mình sẽ gắn vô và test. Test như thế này cũng khó quá anh em ơi. Đó hát rồi nha anh em nè. Đó. Chiếc này cái giắc nó hay quá, để chờ mình tí xíu đi. Rồi lấy cái cọng dây bên đây. Anh em chịu khó chờ mình tí xíu nha. Thì cặp súp này tình trạng là zin đẹp, lo bass và lo chép nó zin hết trơn á. Cặp này giá 550.000 nha anh em. Ta làm lo rồi để xuống luôn được rồi, có cầm dây. Nãy giờ. Đó, bây giờ mình sẽ nói vô nè. Nghe bảo đảm rất hay, chúng ta nghe nhạc xem phim ha, ghép vào chúng ta làm cái lo lời á, hết bài luôn. Đây. Rất là hay nha anh em. Đó. Rồi một chiếc đã đi qua. Thì cặp này có giá 550.000. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái giắc này và mình lấy cái lo khác nha anh em. Lấy chiếc còn lại ha. Rồi cái này đừng qua bên. Thì cặp này tình trạng là đẹp hết nha anh em. Hùng còn nguyên dạng và lo nguyên zin. Anh em về làm cái đầu treo, chúng ta treo như thế nào cũng được hết. Treo hai góc hai bên nhìn nó cũng rất là đẹp nữa. Đồ phải nói là đồ cổ á. Lo bass nè và lo chép nha anh em. Và một cái tụ đó, tụ này tụ xanh lá 15 microfarad và 50 V. Như thế đó. Rồi bây giờ mình gắn dây.
550.000 nha anh em. Giá này là không bao ship đó, anh em nào mà thấy hết thì muốn trải nghiệm thử, hoặc chúng ta mua về chúng ta độ chế gì làm gì thì làm ha. Nghe tiếng chưa, quá đã nha. Bát chép đầy đủ, lo nghe cực kỳ sáng. Rồi thì sản phẩm đầu tiên là cặp lo TV Háo Hùng, TV Sony 25 29 inch gì đó. Cái này em không biết nhưng mà cái khung này là biết là đồ chất lượng, âm thanh nghe nhạc hay. Ở bác nào đam mê đồ cổ thì chúng ta săn tìm cặp này nghe là hết bài. 550.000 nè. Rồi tiếp đến là mình lên cặp lo ba tắc nha anh em. Ba tắc sườn nhôm, tình trạng lo là còn hát tốt, chất âm nó cũng khá hay. Và cái này là xài trạm nè, trạm gài ha. Và bát là sườn nhôm, sườn này là sườn nhôm khói nha anh em. Đó, nó cái độ nó nhiễu từ, nó không bị ảnh hưởng tới cái từ, nên cái lo nó đánh tiếng hay hơn sườn sắt. Đó, và lo màng bọng là nhúng ok, hát bình thường. Rồi bây giờ em sẽ test. Và giá cặp ba tắc sườn nhôm này là 500.000 đồng. Đó, đang nhúng hát bình thường nha anh em. Chung lo test kỹ rồi, hát tiếng bình thường và tiếng hay luôn. Đó, một chiếc cặp này 500.000 không bao chip. Đó, bác nào thấy ưng ý chớp thì có thể mua, liên hệ em ủng hộ ha. Rồi tình trạng chiếc này cũng như thế. Đó, cái này thì có chích keo cái diềm. Đây chiếc này đây. Đó, màng là 3 găng, cái diềm 3 găng là diềm giải nha anh em. Đó, màng mũi nhúng thì im hết à, chạm à, nhưng thì cái khung sườn sườn nhôm à, thì cặp nó y chang vậy đó. Cặp ba tắc giá 500.000 đồng. Đó, hát ok nha anh em. Rồi có cái máy bơm hơi nó hơi ồn ha, cố gắng quay. Đó thì lo thì chỉ test như thế học thì mình bao là còn hát bình thường. Lo thì ngoại hình hơi xấu xấu nhưng mà đồ chất lượng. Cặp này chúng ta nâng cấp ha, chúng ta gáp vô hùng chúng ta hát thì nó ok lắm, hát ngon lắm nghe anh em. Rồi cặp này giá là 500.000 đồng, hai chiếc ba tắc nha, sườn nhôm. Rồi thì tiếp theo là quay cặp lo cận cảnh cho mọi người xem vỏ hùng ha. Cặp lo Accent Bass 25 lo full zin, mỗi hùng lo là một con bass và hai con chép. Chép là chép từ đôi, cũ từ của lo bass thì từ to luôn nghe anh em. Đó, màn ê căng này chuột không có vào được ha anh em, cứ yên tâm. Đó, chống chuột luôn. Có lưới sắt 3 miếng nè, lưới sắt rời 3 miếng này, một miếng này và hai miếng hai bên. Tình trạng hùng có ốc nè, ốc này ốc treo tường luôn nghe anh em. Và kích thước hùng là nó rất là bự, kích thước hùng nó to lắm, ở bề ngang đó. Hùng này thì được bọc da nha, hùng bọc da, hùng rất là chất lượng nha anh em. Cặp này tình trạng hát tốt và nguyên zin, giá là 1.300.000 đồng. Hàng này em không bao ship và em bảo đảm là hàng chất lượng, âm thanh nó sáng hay. Đó, bác nào mà thấy cần thấy hết thì mình cân nhắc khi mình liên hệ em mua hàng nha anh em, ủng hộ shop nha. Đó, tình trạng là lo thì sử dụng lâu năm nè, lâu ngày nè. Đó, cái nó có dính sơn á. Ở đằng sau ghi nè 250W nha anh em. Lo 6 ohm, chạy tần số 40Hz đến 20kHz. À, lo Accent nha anh em, hàng công ty á, có phân tầng đầy đủ bên trong. À, thông số đầy đủ và trạm lo đây, trạm lo loại dặn. Hùng bọng thì bọc da đen ha, hùng này xài thì nó ok bền, hùng rất to. Rồi cặp này hát tốt, giá 1.300.000 đồng.
đó, thì có hàng lo thì em cũng quay lên cho mọi người xem. Nhiều anh em gọi hỏi lo này lo kia thì nhiều khi đâu có đâu mà bán ha anh em ơi, có hàng gì mình lên hàng đó. Rồi bây giờ mình ghép cái nội hắc của cặp lo cho mọi người xem nha. Lo này chúng ta karaoke hay, nghe nhạc cũng rất hay. Rồi đang ghép trực tiếp vô con amply này đó. Rồi bây giờ mình quay nội hắc bên trong cặp lo nha anh em. Đó, lo là lo hiệu AdSense ha. Lo tình trạng nguyên zin, lo còn rất là đẹp, đặc biệt bass lớn nha, bass từ to nha anh em. Từ này là 140. Con là con 38 nha. Và màn mũi đẹp lan can hết. Và đặc biệt thì sử dụng bình thường và chắc âm hay. Bên trong chúng ta thấy có phân tầng nha anh em. Đấy, như là nó hơi rớt à. Rồi đây, mình lấy nét lại bên trong nè. Bên trong có cuộn cảm và tụ cạn chép mạch đầy đủ ha. Và có gòn xốp. Gòn xốp thì bao phủ luôn. Đó, đã chưa. Lo này hàng công ty nha anh em. AdSense bộ bass rất là chất lượng, sườn thì sườn màu nhớt và chép thì từ đôi, đây chép từ đôi hai từ lận nha anh em, từ dày luôn nha, chép hai từ đó thì mình tháo ra vệ sinh nha anh em, lo còn rất ok á, hàng bao zin luôn, zin và hát tốt bình thường, thùng nó còn đẹp luôn, không có nở bể gì hết á. Và kích thước hùng này nó to lắm. Đó, nè, khoảng 3 gang nghe anh em. Đó, khoảng gần 60 nha. Khoảng bề ngang từ đầu đây qua đây là khoảng 50 nửa mét. Hùng bass 25. Đó, 3 đường tiếng. Rồi, bên đây ha anh em, mình sẽ quay cho anh em xem hết. Đây, để mình lấy cái bass đây. Đó. Chưa, rồi. À, hơi khó nha anh em tại có một tay. Đó, đó. Lo bass nè, từ này 140 nha anh em, mình đo rồi á, 140 và con là con zin, con 38 4 lớp á, hàng công ty chất lượng nha. Đó, màn mũi là còn lan can đẹp hết à. Bên trong phân tầng nó cũng giống như cái kia luôn nha anh em. Đó. Chép thì 4 chiếc. Đó. Màn mũi đẹp lên can hết à, từ đôi. Đó, hàng cặp này tình trạng là hàng thấy là ok. Thì bây giờ mình sẽ vệ sinh sạch sẽ hết và gấp lại thôi. Đó, mình quay chủ yếu là gỡ ra sẵn đây thì mình vệ sinh và quay nội hắc luôn nghe anh em ơi. Lo lưới AdSense, hàng công ty, cặp này giá 1.300.000 đồng thôi à, 1.300.000, sở hữu ngay cặp lo gia đình. Chúng ta ghép âm ly nào cũng đánh được, từ là 8 sò lớn đến 12 sò, quýnh với cái cấu hình lo như thế này là xài gia đình ok ha. 1.300.000 đồng. Đó, lưới căng em đang vệ sinh sơ sơ nè cho nó sạch sạch. Rồi cặp lo tình trạng như thế đó. Rồi bây giờ em kết thúc video nha anh em. Anh em nào yêu quý âm thanh và đăng ký kênh em thì xem sản phẩm nào mà thích thì nhớ liên hệ em đặt hàng nha. Số lượng thì cũng like gai, có gì em quay lên cái đó. Rồi chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhớ đăng ký kênh, like, share, ủng hộ các clip của shop nha anh em ơi. Rồi bye bye anh em.